Cái gói đồ này mình đặt bên shop bên Trung Quốc. Cái thời gian giao hàng của họ vận chuyển thực sự nó phải hơn 10 ngày. Lần này giao hàng lâu quá. Xem nào. Có những đợt giao hàng rất là nhanh, có đợt 4 hôm đã 4 hôm mà ra từ Trung Quốc đã về rồi. Đây là một cái mạch bảo vệ pin 3S. Đây là cái mạch test dung lượng này. Còn đây là một cái mạch, cái dây tăng áp chuyển từ 5V sang 12V. Để mình chạy cái máy bơm. Quên. Ừ. Cái máy bơm mình đục sâu. Quan trọng là cái mạch này. Cái bao hộp này. Còn test thì test sau. Đầu tiên là giao đủ hàng rồi. Ok. Thế là đẹp rồi.